Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời vừa hoàn thành việc xuất khẩu lô hàng gạo cuối cùng trong năm 2021. Đơn hàng lên tới 4.170 tấn gạo, gồm gạo thơm và gạo trắng do Lộc Trời tổ chức sản xuất thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp của tập đoàn. Quy trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ từ hạt giống tới hạt gạo nhằm đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của thị trường châu Âu. Đây cũng là lô hàng gạo xuất khẩu đầu tiên Lộc Trời sử dụng tàu biển dạng hàng rời, nhằm tiết kiệm chi phí tại thời điểm phí vận chuyển bằng container đang rất cao do ảnh hưởng COVID-19. Trong năm 2021, Lộc Trời đã xuất khẩu hơn 80.000 tấn gạo từ các đối tác quốc tế ở châu Âu, Vương quốc Anh, châu Phi, Úc, khu vực Trung Đông và các nước láng giềng ở châu Á. Tổng giá trị xuất khẩu gạo lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% doanh thu gạo của tập đoàn.